Vũ ơi, xin chào của chú anh chị nha. Thì đây là mẫu lợp cá mới hai lớp được cho công tất cả toàn bộ là hai lớp của chú anh chị. Thì lợp này của chú anh chị có thể đặt được những con mồi nhỏ như là con ruồi á, con dế thì bao cho của chú anh chị mình không bao giờ lọt được nha. Dế nhỏ với bự thì không bao giờ lọt. Thì cô chú anh chị mua bảy liên hệ Vũ qua số điện thoại trên màn hình ha, hoặc là Zalo của Vũ. Bây giờ Vũ ơi, xin chào của chú anh chị và mời của chú anh chị đi thăm những cái bãi cá mới ha. Cô chú anh chị mình nhìn cái phong cảnh đẹp không? Rất là đẹp luôn ha. Thì hiện tại quê Vũ vào cái mùa nước nổi này á. Thì nói vào mùa nước nổi thôi chứ hiện tại thì nước cũng sắp gần rút rồi nghe cô chú anh chị. Người ta dần bơm nước ra để người ta xả những trên cánh đồng này nè. Đây đó, nhà Vũ gì trong hướng đó ha, không phải nhà này, không phải nhà này mà nhà bên đó đó. Đấy, Vũ trống xuồng ra đây thì cái bờ mẫu này á, bờ này nè, lúc trước Vũ bảy gắn mối là dính bấy sấy luôn nhưng mà lâu lắm rồi không có quay lại đây. Cái địa điểm này thì lâu lắm mà Vũ chưa đặt ha. Hôm nay Vũ đặt sau hè nhà mình. Có cái tiếng gió đó của chú anh chị, âm thanh thu vô chắc nó hơi ồ. Của chú anh chị mình xem thông cảm ha. Bây giờ người ta trồng ba cái bắp này nè. Đây, Vũ không đặt đây nữa, nhưng mà Vũ đặt ở trong lùm này. Bây giờ xách luôn. Thì Vũ nói sơ bộ về cái luồng bẫy này ha. Bên đây thẳng đắng, rồi xong rồi đi cái bờ này vòng qua đó, vòng lên kia là hết bẫy. Đấy, thì cũng không biết bao nhiêu bẫy. Rồi, mở hàng cái đầu tiên ngay, xuân sẻ không? Làm bảy con ngay đầu tiên xôm xôm. Ôi trời ơi, chất vớt rồi. Cái này vô đặt cái sáng ha. Rồi, kiến ăn hết trơn, còn được có con dế luôn. Thì mấy anh chị nói trời ơi, đi bảy gắn mối làm chi vậy? Tôi đi câu ngày mấy ký. Xin thưa với cô chú anh chị, nếu mà câu một ngày mấy ký, Vũ kêu bằng ông nội ha. Trời ơi trời, đi câu gắn mối thì nói chung là một ngày mấy ký cũng có đó. Nhưng mà để bẫy được gắn mối á, như thế này nhanh gọn lẹ thì 20 cái lợp, Vũ chấp cô chú anh chị mình đi câu gắn mối một ngày trời luôn. Hơi đâu mà ngồi đi cầm cái câu đi nhấp, cái đó là nhấp gì đam mê thôi. Vui giải trí đồ. Chứ còn Vũ thì bẫy thì chuyên nghiệp rồi. Mà Vũ không dám khẳng định là bẫy hay là bẫy sao đó, nhưng mà ai muốn bẫy gắn mối mà qua Vũ cũng hơi khó nha. Này Vũ nói thiệt nha cô chú anh chị. Đây thì cô chú anh chị xem trên kênh biết rồi đó, Vũ đi bẫy mấy trăm cái video rồi, có nghĩa là mấy năm trước rồi Vũ bẫy thì Vũ không có ghi hình lại á. Ôi trời ơi, đây một cái nữa nè. Nói chứ mình con gắn mối câu này nó giải trí, nó vui lắm chứ không phải là mình nói gì hết. Câu gắn mối thì cũng tốt, cũng giải trí, giật được gắn mối cũng vui, mà đi bẫy nữa cũng có cái vui riêng, đâu có so sánh được anh chị. Bốn cái mà Vũ được ba con rắn mối ha. Đấy, Vũ thích bẫy hơn, tại vì Vũ không có thời gian đi câu rồi cũng vui. Vũ chỉ thích đi câu cá rô, còn gắn mối này thì đi bẫy nhanh hơn, nhanh gọn lẹ. 20 cái bẫy thì kiếm ngày khoảng chừng 3-4 ký là chuyện bình thường đối với cái khu mà chưa ai đặt ha. Gắn mối thì cũng chưa có nhiều người biết đâu, tại vì người ta chỉ biết đi câu thôi. Còn đi bẫy thì muốn bẫy á thì phải có lợp và cũng phải có con mồi nữa. Đây một cái nữa. Thấy không? Anh chị nhìn thấy không? Dính mỗi cái luôn ha. Ngay cái đồng chuột luôn kìa. Ôi cái đồng chuột này chúng cố gắng chui vô quá ta. Đây thì anh chị hỏi cách mà làm bẫy gắn mối á, Vũ ở đây thì Vũ bán lợp thiệt ha. Vũ bán cái bẫy này thì bẫy hai lớp. Ở đây khó nói chuyện quá ta, gió quá. Thì Vũ có chia sẻ cái video mà để làm bẫy cho cô chú anh chị mình đó, ai có thời gian rảnh thì làm, còn không có thì có thể mua lợp Vũ về đặt luôn ha. Ở đây thì Vũ làm cái lợp dài một gang tay thôi, chừng một gang tay thôi ha. Lợp rất nhỏ. Đây để Vũ vô sách nhỏ cái này, nó còn gơ không? Đây. Nhưng mà bẫy dính hai con luôn nha. Có bẫy Vũ dính bốn con luôn mà hi hữu lắm. Hi hữu lắm, một bẫy mới dính được bốn con ha. Trời ơi, hụt một cái nữa rồi. Bảy bốn con là phải cái chỗ nào gắn nhiều, còn cái chỗ nào mà gắn ít thì kiếm bốn con hơi bị khó à.
trời cũng sắp mưa cho nên là gió dữ lắm. Ôi trời ơi, mấy con này mà một nồi dữ vậy trời. Vô mánh. Đây, có chuyện để nói, có chuyện để nói nha. Nè. Đấy, anh chị thấy gì chưa? Bẫy nè, nè. Bẫy nhỏ xíu thôi, không cần bự đâu. Bẫy hai lớp mà anh chị làm trà bá nện, nó còn gắn mối nó khó vô lắm. Vũ nói thiệt. Đặt cái bẫy đây ha. Anh chị có làm bẫy thì làm cỡ vũ thôi, đừng có làm bự. Con gắn mối nó quằn sào quằn sào quằn sào quằn với nó không biết đường vô. Chứ gì chứ. Con dế mình bỏ trong đây nè, không nên ngăn cho nó chạy tới đây. Gắn mối nó chạy theo. Còn nó chạy là đích thì gắn mối chạy là đích. Nó chạy tới chạy lui, chạy tới đây. Ủa chưa hôm, dính ba con. Thấy không? Đây là bằng chứng nha. Ý, lâu lắm rồi mới dính được ba con. Hôm nay thì bẫy hai con này thường thôi. Ngon không anh chị? Cứ bẫy mà hai con ba con gì hoài là giàu luôn á. Đây dính nữa. Cái này thì có con thôi. Đây. Đã không? Con này gắn cái nha. Chà bá nện. Đấy. Ê. Hết rồi cô chú anh chị. Quay lại qua đường bên kia. Rồi mình đi thẳng qua bên kia ha. Hôm nay thì nói chung cũng có một cái vị khách đặc biệt điện thoại cho Vũ, cho nên là tranh thủ đi kiếm mới gắn mối để giao cho người ta. Anh này cũng gần nhà Vũ à, không xa. Thì anh chị nào ở gần nhà Vũ thì ăn gắn mối thì cứ liên hệ Vũ ha, số điện thoại trên màn hình đó. Vũ ưa giao vào thứ bảy chủ nhật với mua bảy gắn mối nè. Thì liên hệ Vũ số đó luôn, hoặc là Zalo cho nó chi tiết hơn. Qua bên đây thì có cái máy cưa nó hơi ồn. Bạch phạt, bạch chung. Không còn gì để nói ha. Con này là gắn đực á. Những cái con gắn đực này á, thông thường là Vũ sẽ để cho gắn ô hành của mình ăn. Tại vì Vũ có nuôi gắn ô hành đó. Hôm nay Vũ có ghi hình cái chuồng gắn đó. Gắn cũng còn nhỏ. Gắn này một số thì Vũ bắt của anh em đi bẫy gắn lại, nhưng mà nó kẹt đầu, Vũ thấy không có hiệu nghiệm. Vũ đặt gắn mối thế này cô chú anh chị, dính con nè. Cái Vũ đặt qua đêm á, thì một luồng thường thường là Vũ đi thăm á, là dính 2 đến 3 con gắn hành luôn. Đặt qua đêm á, ưa dính hành lắm, mà không hành nhỏ nhỏ không à. Con mới lớn nè, cô chú anh chị xem lại mấy video đó ha. Rồi mấy gắn nuôi thì bao luôn, bao nhại luôn. Đã lắm, thấy nó lớn phì phì mình cũng sướng theo. Đợt vụ này chắc gắn nó vô hang hết rồi, gắn ô hành. Cho nên là ít dính, lâu lâu mới dính được con. Tới mùa mưa đến thì Vũ đặt bẫy để qua đêm lại, nhưng mà nó mắc bẫy quá trời, đi mắc nhiều mắc. Đặt cho kỹ kỹ một chút chứ Vũ đặt ngoài trống không à. Cái này dính được con cái nhưng mà con dế còn luôn ha. Vũ khó đi mấy cái luồng mới là đặt dính ngắn mối mà anh chị mua bẫy của Vũ về rồi á, anh chị đặt sạn ngang cái nó dính hết rồi. Còn đâu nữa mà ngắn mối dính nữa. Lâu lâu quay lại ha. Như Vũ cả tháng Vũ quay lại nè. Còn gắn con không chút chút gì không. Cái bờ này giờ mình vòng lên trên kia nữa là hết bẫy ha. Ôi gạo. Ôi hai con. Đã không. Cỡ này đây. Không còn gì để nói. Sướng lắm. Đây. Đó, anh chị có khi nào mà câu gắn mối dính lần hai con không? Thấy không? Bảy người ta dính hai con nha, ba con nữa nè. Chứ không phải hai con không đâu. Có khi được 4 con luôn. Vũ đặt được như được 2 lần hay 3 lần gì 4 con. Nó chết luôn đó, cô chú anh chị, nó vô nó cứng bẫy nó chết luôn.
hên lắm, hên hy hữu lắm. Cái này thì con gắn đực. Con một à. Thông thường là đặt buổi sáng đến chiều đến trưa thăm thì một bảy con là mừng rồi, sợ nó không dính đấy chứ. Muốn hai con thì thời gian nó phải lâu hơn. Trời ơi trời ơi, con gắn mối rồi chạy luôn. Ừ, ở ngoài con nhưng mà trong bẫy cũng một con luôn. Đấy, con này cái chà bá không, có trứng không đây? Con này chưa có trứng nha. Trời ơi, một nụi luôn kìa. Anh chị mình thấy con gắn mối không? Trời ơi, sao mà nó nằm ở đây mà nó không chịu vô ta. Chạy luôn rồi. Ôi trời, được có con mà nằm kế bên hai ba con nhưng mà nó không chịu vô. Ôi trời, anh chị mình thấy cái lợp dính chưa? Cái con gì ở đây chà bá nện ở đây vậy trời, ở dưới mương á. Ôi trời, giống như con gắn gì nó lội giỡn 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 nước trước cô kìa. Con này lại là gắn cái nữa ha anh chị. Qua đây qua đây. Đây, dính gắn mối mà dính gì thôi chứ anh chị còn đòi gì nữa. Một bảy dính con là mừng rồi. Đấy, thấy không? Còn hai dế luôn nè. Cái này được con thôi. Con này có trứng nè, đang trứng nữa nha. Dính cũng bấy sấy hết trơn chứ phải giỡn đâu. Chịu khó mình guồng mấy cái luồng mới mới là lụm. Dính không? Ôi trời ơi, gùi bu luôn. Tới con gùi mà nó chui vô cái lợp mà còn không lọt ra nữa. Trời ơi, ủa kỳ vậy ta. Nhớ còn một cái đâu đây nữa mà trời. Ê được con đực mà con cái này sao nó chết queo rồi trời, nắng quá hay sao, đang mang trứng luôn chết uổng không. Mấy con này ăn béo cực kỳ. Sáng vô thấy con mối chạy đây đặt cái bẫy dính rồi. Hết bẫy rồi chú anh chị. Đấy, trên đây cũng là cánh đồng mùa nước nổi nè. Hiện tại thì chưa thấy ai đặt bọng bơm hết, đặt máy bơm. Thôi, chắc cho Vũ kết thúc video ở đây nha cô chú anh chị. Đây, nhìn thấy sướng không? Toàn là gắn không. Rồi, mấy con chết này vô đem vô cho gắn ăn, với lựa mấy con nhỏ ra. Còn mấy con bự bự này á, thì sẽ giao cho anh chị mình. Đấy, thì anh chị mua bẫy liên hệ Vũ qua số điện thoại trên màn hình ha. Hoặc là ăn gắn mối cũng vậy luôn. Bây giờ còn chạy qua bên kia xe đi vô nhà, chạy xe lại đằng ra ngoài giàm thăm cái luồng đằng ngoài giàm nữa. Luồng đó thì ít đó, có 20 cái, 20 21 gì đó.